chào mừng bạn đến với bể nước phiêu lưu ký. Nguồn nước sinh hoạt của bạn có thật sự an toàn? Nhìn tưởng là sạch, nhưng sự thật có phải như thế? Trên đường đến người dùng, nước gặp phải nhiều tác nhân gây ô nhiễm. Ngoài tự nhiên, nước có nguy cơ bị nhiễm bẩn bởi hạt vi nhựa, hóa chất tổng hợp như PFOR, PFOS, chất thải dược phẩm. Với nước đã qua xử lý, nước có thể bị nhiễm bẩn trở lại bởi đường ống bị ăn mòn sau nhiều năm sử dụng. Các chất ô nhiễm từ môi trường bên ngoài có thể xâm nhập vào hệ thống ống dẫn qua các khe nứt. Khi nước đã vận chuyển đến nhà bạn thì cũng chưa chắc đã an toàn, vì nước trong bồn chứa có thể tích tụ cặn bẩn, kim loại nặng, vi khuẩn, virus. Làm sao để có nguồn nước sạch và an toàn? Máy lọc nước New East Spring luôn chào đón em bé nước đến để trở nên sạch và an toàn hơn. Wow! Một hành trình tinh lọc chuẩn bị diễn ra bên trong máy lọc nước New East Spring. Lọc đến hơn 170 chất gây ô nhiễm, bao gồm hạt vi nhựa, các hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm như PFOR, PFOS, loại bỏ đến 99,999% vi khuẩn, 99,99% virus và 99,9% bào nang. Giờ thì bạn đã có thể an tâm về độ sạch và an toàn của nguồn nước đang sử dụng. Máy lọc nước New East Spring, tinh lọc vượt trội, sống khỏe, chủ động.